Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 1 năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu chi ngân sách năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng ban đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã đã về tham dự. Theo đánh giá của Chi cục Thuế thì năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thì tổng thu ngân sách vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện được là 40 tỷ 943 triệu đồng, đạt 101% chỉ tiêu của huyện, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2011. Các loại thuế, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là nhiều xã thị trấn còn lơ là trong việc thu thuế. Công tác chỉ đạo chưa kịp thời, tình trạng doanh nghiệp âm thuế, nợ đọng vẫn còn nhiều. Công tác kiểm tra chất lượng chưa cao, chưa triệt để và thiếu tích cực. Các đại biểu về tham dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận, góp ý các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. Theo đó, chỉ tiêu năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện giao là đạt trên 53 tỷ đồng, phấn đấu vượt mức ít nhất 5%. Tăng cường công tác giám sát, việc sử dụng hóa đơn, ấn chỉ của các tổ chức cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý đối với các doanh nghiệp, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là công tác quản lý, tổ chức thu đúng, thu đủ và quản lý triệt để các nguồn thu. Tất cả các tài khoản huy động, quyên góp chỉ được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và được cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để tăng cường các biện pháp phòng chống thất thu thuế, hạn chế tình trạng thất thu thuế vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực, một số ngành. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, các ban ngành liên quan cần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cầm bám sát chỉ tiêu huyện giao, có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng kế hoạch đưa vào thực hiện, quan tâm việc cấp đất theo hình thức định giá, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho những hộ khó khăn trên địa bàn có nhà ở. Việc thực hiện công tác chính sách phải thực sự nghiêm túc, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, nhất là kế toán. Năm 2013, xảy ra bất cứ trường hợp vi phạm nào phải xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong sáng ngày 23 tháng 1 năm 2013, đại diện lãnh đạo huyện Say Champon thuộc tỉnh Bô Ly Kham Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại huyện ta. Đây là huyện có đường biên giới chung với huyện Thanh Chương, từ nhiều năm nay đã có mối qua lại rất hòa bình, hữu nghị. Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Say Champon đã tặng quà, chúc cán bộ, công nhân viên chức huyện Thanh Chương chuẩn bị bước sang năm mới, đón một cái Tết cổ truyền thật vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cũng đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo huyện Say Champon, đồng thời thông báo một số tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nhà đạt được trong năm qua. Thăm hỏi bày tỏ sự vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. Hy vọng thời gian tới, hai bên sẽ hỗ trợ hợp tác lẫn nhau cùng phát triển về lĩnh vực sản xuất kinh tế cũng như quốc phòng an ninh. Lãnh đạo huyện ta cũng đã thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ huyện bản Say Champon và yêu cầu trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp huyện bản liên hệ với Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương để thống nhất việc cung cấp giống cho phù hợp. Lãnh đạo hai huyện thống nhất cùng nhau tăng cường tình đoàn kết, phấn đấu gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, xây dựng tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Sáng ngày 24 tháng 1, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu năm 2013. Đồng chí Đặng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự chủ trì hội nghị tại cụm cát Ngàn Một. Hội nghị này có nhiệm vụ thông qua kế hoạch xây dựng an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu tại các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tại đây, các lãnh đạo chủ chốt các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian qua. Trong đó nổi nhất là việc lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Nhìn chung tại các xã vùng cụm cắt ngàn một, cơ bản chính trị luôn ổn định, kinh tế có bước phát triển, văn hóa xã hội hoạt động tốt, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, các tai tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm,
đời sống tinh thần của nhân dân luôn được cải thiện. Một số mục tiêu chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đã đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng. Một số địa phương cơ bản hoàn thành công tác lăn đổi ruộng đất lần thứ hai. Mỗi gia đình chỉ còn 1 đến 2 thửa trong một vùng. Công tác vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản làm giao thông nội đồng, giao thông nông thôn đang diễn ra sôi nổi. Sau khi tiếp thu các nội dung cơ bản của kế hoạch các địa phương đã trình bày tại hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo xây dựng an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu của huyện, đồng chí Đặng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao một số địa phương cơ bản đã bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ rõ các tồn tại, đồng thời yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất vụ xuân một cách có hiệu quả, đảm bảo công tác an ninh trật tự để nhân dân vui Tết đón xuân vui tươi và phấn khởi. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tham gia và phát biểu ý kiến. Tại đây, sau khi nghe bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo triển khai việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của tỉnh khai mạc, nêu lên tầm quan trọng của hiến pháp đến quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân cũng như ý nghĩa của việc lấy ý kiến của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của nhân dân. Ban chỉ đạo của tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo hiến pháp sửa đổi năm 1992 và các sở ban ngành thông qua những nội dung quan trọng đến việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo hiến pháp sửa đổi. Các ý kiến phát biểu ở các điểm cầu huyện bản, huyện ta cũng đã tham gia phát biểu bổ sung vào kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh, đó là tỉnh nên sửa đổi và bố trí lại thời gian triển khai và thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào bản dự thảo hiến pháp năm 1992 cho phù hợp. Bởi thời gian triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh vừa thông qua là chưa phù hợp, vì nó trùng với việc toàn dân chuẩn bị đón Tết vui xuân và sản xuất vụ xuân năm 2013, nên sẽ khó khăn trong việc triển khai và thực hiện ở cơ sở. Sau hội nghị này, huyện sẽ thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện xuống tận từng cơ sở. Nhằm đảm bảo về an toàn sức khỏe của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, vừa qua Đoàn Kiểm tra Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh do đồng chí Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương dẫn đầu, vừa có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện. Trước khi bước vào các nội dung chính, đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra và làm việc với nhà máy tinh bột sắn, một số nhà hàng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện cho thấy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện Thanh Chương được triển khai và thực hiện tương đối nghiêm túc. Các văn bản hướng dẫn và nội dung thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm rất chu đáo, đầy đủ và rõ ràng. Các nhà máy, nhà hàng ăn uống, kinh doanh, các loại lương thực thực phẩm bước đầu đã thấy được vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, đoàn đã yêu cầu Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo với người dân không nên mua và sử dụng những mặt hàng kém chất lượng, không có nơi sản xuất, nên mua những thức ăn tươi sống, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hộ vi phạm và tái phạm, nhằm góp phần đảm bảo cho người dân được ăn Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2013, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao quà ấm lòng ngày Tết năm 2013 cho 40 gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó 400.000 tiền mặt và 100.000 tiền bằng hiện vật. Được biết, trong năm 2012, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các phòng ban huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tổ chức hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng nghèo với tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng giúp những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón Tết vui vẻ và ấm lòng hơn. Nhằm góp phần giúp các hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón Tết vui vẻ, chiều ngày 24 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các gia đình hội viên. Nguyễn Thị Đường ở chi hội 1 xã Thanh An là đối tượng đơn thân nuôi hai con nhỏ, bản thân đau yếu thường xuyên. Nguyễn Thị Tuất ở chi hội Tiều Long 1 xã Thanh Lâm, đơn thân bị mù lòa, lại thường xuyên đau ốm.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện mong các gia đình hội viên hãy phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ ấm cúng và hạnh phúc. Được biết, ngoài hai đối tượng này, trong dịp Tết này, Hội Phụ nữ huyện còn tặng quà cho 4 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Hội cựu thanh niên xung phong huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Các báo cáo và ý kiến trình tại hội nghị đã khẳng định năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của Hội cựu thanh niên xung phong huyện vẫn gặt hái được nhiều kết quả phấn khởi. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm đúng mức, số lượng hội viên gia nhập hội ngày càng tăng, công tác chi trả chế độ chính sách cho anh em được thực hiện kịp thời. Trong năm, hội đã phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn giúp đỡ hai cựu thanh niên xung phong nghèo bằng tiền mặt với tổng giá trị là 40 triệu đồng. Xây dựng được 40 nhà tình nghĩa do tỉnh hội và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện ủng hộ với số tiền trên 560 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cựu thanh niên xung phong huyện còn đề nghị tặng 6 sổ tiết kiệm cho những hội viên khó khăn với tổng giá trị 18 triệu đồng. Công tác xây dựng nguồn quỹ được quan tâm và chú trọng. Hiện nay, toàn huyện đã có trên 500 triệu đồng giải quyết cho 155 hội viên vay vốn. Phong trào cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác được phát huy hiệu quả. Nhiều cựu thanh niên xung phong biết khắc phục vươn lên. Đến thời điểm này, đã có trên 25 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao. Trong đó, có 2 mô hình được đi báo cáo điển hình ở tỉnh hội và 1 mô hình được đi báo cáo điển hình ở trung ương hội. Công tác thực hiện chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong được triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc. Tổng kết 1 năm hoạt động, có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Chiều ngày 23 tháng 1, Chi cục Thuế huyện tổ chức hội nghị báo cáo sơ kết triển khai thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012. Trong năm 2012, Chi cục Thuế huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các chỉ thị về việc thành lập các ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Ban chỉ đạo đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên một cách đầy đủ, chi tiết. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, làm tốt công tác tuyên truyền và có nhiều văn bản hướng dẫn đến tận các thôn xóm. Nhờ vậy, trong năm 2012, tổng thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt trên 500 triệu đồng, đạt 157%. Trong năm tới, Ban chỉ đạo từ huyện đến xã sẽ tiến hành rà soát lại bộ thuế để chỉnh sửa bổ sung những trường hợp còn sai trong quá trình lập bộ, tiếp tục thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, tăng cường công tác phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và phòng tài nguyên môi trường trong việc xác định đúng mục đích, làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế đối với hộ gia đình. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.